Tiêu Viêm và Hàn Phong đã gặp lại nhau, lần này hai bên chắc chắn sẽ phải liều một mạng sống chết. Hắn không ngờ rằng tên phản đồ này lại vẫn sống tốt. Hàn Phong lên tiếng cảm ơn, nếu như không nhờ hắn thì gã cũng khó mà có được thực lực như ngày hôm nay. Ưng Sơn lão nhân thấy tình thế không ổn, liền thu hồi 4 phân thân trở về để gia tăng sức mạnh. Tô Thiên đại trưởng lão thấy vậy, lập tức chạy tới tiếp viện cho Tiêu Viêm. Hàn Phong bắt đầu hấp thu một cỗ sức mạnh kỳ lạ. Gã lớn tiếng tuyên bố hôm nay sẽ rút linh hồn của hắn ra, để hắn nếm thử thế nào là sống không bằng chết. Nguyên nhân Hàn Phong có thể sống sót đều là do hồn điện. Gã lên tiếng sỉ nhục Dược lão, điều này làm cho Tiêu Viêm vô cùng tức giận. Hôm nay không chính tay đâm chết tên nghịch đồ phản sư này thì hắn thề sẽ không làm người. Hàn Phong vẫn tự tin, nếu muốn giết gã thì phải xem hắn có tư cách đó hay không. Vừa dứt lời thì Tô Thiên đã xuất hiện. Sự có mặt của ông làm cho thế cục chuyển biến. Tô Thiên cũng không ngờ là tên Hàn Phong này không những không chết mà thực lực còn được tăng cường. Nhân lúc bọn họ đang nói chuyện thì Ưng Sơn lão nhân đã khôi phục lại sức mạnh. Thực lực của lão già này không tầm thường. Lão đánh ra một chưởng đẩy lùi tất cả về sau rồi thừa cơ hội bỏ chạy. Tiểu Y Tiên lao tới ngăn cản. Vì trên người lão già này còn có bồ đề hóa thể tiền nên trở thành đối tượng truy sát hàng đầu của tất cả mọi người. Ưng Sơn lão nhân tránh né toàn bộ công kích của tất cả cường giả đấu tông. Thực lực lão già này quá mạnh, không hổ là cường giả uy tín lâu năm của Hắc Giác Vực. Đáng tiếc rằng nơi này lại có quá nhiều đấu tông, kiếp nạn hôm nay khó thoát. Ưng Sơn lão nhân cũng tự cảm thấy khó giải quyết, lão đành phải chọn cách từ bỏ bồ đề hóa thể tiền, xem như món bảo vật này không có duyên với mình. Lão ném lên không trung để mọi người tranh đoạt. Hành động từ bỏ này cũng là lựa chọn thông minh. Tuy nhiên lại không có người nào lao tới tranh giành. Mọi người đều lo sợ rằng đây là cái bẫy nên đã bỏ qua, ngay cả Tiêu Viêm cũng không lao lên. Chỉ có Từ Nghiên là ngây thơ trong sáng, cô bé lao lên thu lấy bảo vật. Trùng hợp rằng đây lại không phải là cái bẫy mà chính là bồ đề hóa thể tiền thực sự. Hàn Phong bất ngờ vô cùng, hóa ra trước đó Ưng Sơn lão nhân đã âm thầm xóa đi ấn ký, cho nên Mạc Thiên Hành đã không cảm ứng được, cho nên cũng hiểu nhầm đây là đồ giả. Bây giờ đồ vật đã không còn ở trong tay nữa, lão ta nhanh chóng rời đi, món nợ ngày hôm nay, ngày sau sẽ đòi lại. Hàn Phong lao tới tấn công Tiêu Viêm, động tác quá nhanh quá bất ngờ. Rất may là nam chính có tốc độ di chuyển nhanh nên đã tránh né kịp thời. Hàn Phong lại tiếp tục tấn công, Tiểu Y Tiên và Tô Thiên lao tới ngăn cản. Mạc Thiên Hành vẫn đứng yên tại chỗ, Tiêu Viêm đưa cho lão một đề nghị. Nếu như lão không nhúng tay vào chuyện hôm nay thì hắn chắc chắn sẽ dâng lên phá tông đan để cảm ơn. Hàn Phong vừa đánh vừa lôi kéo Mạc Thiên Hành đừng trúng kế của Tiêu Viêm. Với thực lực của hai tên cường giả đấu tông phe họ, dù tiểu tử đó không đưa thì lão cũng không thể làm gì được. Lời này làm cho lão ta cũng phải suy nghĩ. Tiêu Viêm tiếp tục thuyết phục, nếu lão không tin thì bây giờ hắn có thể đưa phá tông đan luôn. Hàn Phong thấy yếu thế, liền truyền âm cho Mạc Thiên Hành, đưa ra một lời đề nghị. Lời đề nghị này có vẻ còn hấp dẫn hơn cả phá tông đan nên vừa nghe xong, lão ta liền đồng ý trợ giúp. Tiêu Viêm cũng không còn gì để nói nữa, thế trận bây giờ hoàn toàn bị thay đổi. Phe của Hàn Phong có nhân thủ đông đảo hơn. Bọn họ nhanh chóng động thủ, Tiểu Y Tiên giao thủ với Mạc Thiên Hành, Tô Thiên thì chiến đấu với Hàn Phong, hai bên giằng co nhau kịch liệt. Từ Nghiên chọn giao thủ với hai đấu hoàng của Hắc Hoàng Tông. Tiêu Viêm bị nhiều cường giả đấu hoàng bao vây, bọn họ cùng nhau tạo ra một cái trận pháp, vô vàn công kích xuất hiện. Vì đã nghe danh của hắn ở Hắc Giác Vực từ lâu nên bọn họ không dám coi thường. Công kích đồng loạt lao tới tấn công. Tiêu Viêm dùng tốc độ nhanh như chớp lao ra ngoài, bọn chúng hướng công kích đuổi theo. Tiêu Viêm vừa chạy vừa tránh né. Công kích có dày đặc như mưa thì hắn vẫn có thể né được toàn bộ, sau đó lấy ra huyền trọng xích bắt đầu phản công. Đánh cho một tên đấu hoàng bay ra xa rồi yêu cầu bọn họ sử dụng ra bản lĩnh thực sự đi. Bọn họ biết hắn sở hữu dị hỏa, phía Ma Viêm Cốc cũng có một loại hỏa diễm là hóa sinh hỏa, uy lực vô cùng to lớn. Cho nên muốn đọ sức mạnh hỏa diễm xem ai mạnh, ai yếu. Ba tên cường giả Ma Viêm Cốc nhanh chóng thi triển đấu kỹ lộng diễm quyết tạo ra một ngọn lửa, nhiệt độ có thể tiếp cận dị hỏa. Chỉ tiếc rằng dị hỏa là thứ độc nhất, đấu kỹ vĩnh viễn không thể vượt qua được. Hỏa diễm truyền vào cơ thể của cả ba người, có vẻ như dung hợp ngọn lửa này sẽ khiến cơ thể bị thương. Bọn họ thừa nhận việc dung hợp hóa sinh hỏa đúng là sẽ khiến người sử dụng bị tổn thương. Vậy nhưng chỉ cần đoạt lại bồ đề hóa thể tiền thì những thứ này đều không tính là gì. Tiêu Viêm cảm thấy đấu kỹ lộng diễm quyết của Ma Viêm Cốc rất độc đáo nhưng không thể sánh bằng dị hỏa được. Hắn lập tức sử dụng đấu kỹ gia tăng lực lượng. Về phía Từ Nghiên, tuy cô bé có nhục thân mạnh mẽ nhưng một đấu hai thì vẫn có phần yếu thế. Các nơi khác thì vẫn đang chiến đấu kịch liệt.
Trưởng lão Ma Viêm Cốc tạo ra một con chim lửa lao tới tấn công. Tiêu Viêm điều khiển dị hỏa tạo ra một tấm lưới ngăn cản lại. Hắn tự tin là dị hỏa của mình có thể bóp chết con chim lửa kia. Tuy nhiên, hắn ta đã đánh giá thấp đối thủ rồi. Hỏa diễm của đối thủ vô cùng kỳ lạ, hắn không thể hóa giải được. Con chim khổng lồ biến hóa thành vô số con chim nhỏ rồi đâm xuyên tấm lưới bằng dị hỏa. Tiêu Viêm lập tức rơi vào nguy hiểm, hắn nhanh chóng bỏ chạy giữ khoảng cách. Hắn không ngờ rằng hóa sinh hỏa kia lại có thể phân hóa. Nếu như thôn phệ luyện hóa, không biết có thể giúp phần quyết tiến hóa hay không. Đám người Ma Viêm Cốc được đà tấn công dồn dập, Tiêu Viêm phải sử dụng ra một kết giới bằng dị hỏa để ngăn cản. Phe địch thấy vậy lại biến hóa hỏa diễm thành một con phượng hoàng. Trình độ điều khiển này cũng quá cao minh rồi, đây có lẽ là sát chiêu của bọn chúng rồi. Tiêu Viêm liền không khách khí nữa, phượng hoàng vung cánh phóng ra vô số công kích. Tiêu Viêm nhẹ nhàng ngăn cản, điều này làm cho đám người bên kia bất ngờ và hốt hoảng. Không chịu bỏ cuộc, bọn chúng đành phải chơi liều bằng cách sử dụng huyết tinh của mình để tế hỏa diễm, gia tăng sức mạnh. Phượng hoàng lao tới tấn công, Tiêu Viêm nhanh trí ngưng tụ ra một sợi dây cuốn chặt con chim lại, khống chế nó giữa không trung. Đến đây thì đám người kia cũng cảm thấy không ổn nữa, bọn họ muốn thu lại con chim nhưng không được. Tiêu Viêm không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, hắn giơ tay thu sức mạnh của hóa sinh hỏa vào trong người. Con chim nhanh chóng bị thôn phệ, điều này làm cho cả ba tên đấu hoàng bị phản phệ, trọng thương nghiêm trọng. Bọn họ lên tiếng xin lỗi, nhưng hóa sinh hỏa này hắn giữ lấy cũng vô dụng, cho nên đưa ra một lời đề nghị là Tiêu Viêm trả lại hóa sinh hỏa cho bọn họ. Đổi lại thì bọn lão sẽ rút lui không tranh giành bồ đề hóa thể tiền nữa. Tiêu Viêm thì suy nghĩ khác, thế cục hiện tại đã thay đổi rồi, bọn họ có rời đi hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Tiêu Viêm lập tức đưa hóa sinh hỏa vào miệng, giống như là ăn sống một món đồ ăn vậy. Phương Ngôn trưởng lão biết không ổn rồi nên ra lệnh cho hai người còn lại lao tới tấn công, còn mình thì thừa cơ hội quay xe bỏ chạy. Tiêu Viêm lấy thân một mình ngăn cản hai cường giả đấu hoàng, rồi dùng dị hỏa đốt cho bọn chúng thành tro bụi. Sau đó, lao tới chặn đường Phương Ngôn, giết chết lão. Công pháp lộng diễm quyết rơi ra ngoài, hắn nhanh chóng thu vào trong tay. Đến đây thì chiến trường phía Tiêu Viêm đã kết thúc, nhưng ở những nơi khác thì vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau!